nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện, cùng Chúa Giêsu buổi sáng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi, còn đón nhận ngày sống mới với lòng biết ơn, để lời Chúa vang dội trong con, hầu được làm chứng cho nước trời trong đời sống thường nhật. Tất cả chúng ta hãy lên cùng một chiếc thuyền và cùng nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn dưới sự thúc đẩy tươi mới của Chúa Thánh Thần. Con sẽ hành động cùng với những người thân yêu ngay hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con biết dành thời gian cho Chúa, làm việc với lòng nhiệt huyết và quảng đại. Con sẽ là nhân chứng nước trời giữa lòng thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Các nhà nhân chủng học và tâm lý học đưa ra hai nhu cầu cơ bản của mỗi người. Đầu tiên là nhu cầu được thuộc về. Trải nghiệm thuộc về, một điều lớn lao, mang lại cho mỗi cá nhân một bản sắc. Thứ hai là nhu cầu được tự chủ và tự do lựa chọn các dự án của riêng mỗi người, ngay cả khi ta thuộc về một cộng đồng lớn hơn. Cả hai nhu cầu tạo thành một áp lực lành mạnh mà chúng ta phải học cách cân bằng. Cảm giác được thuộc về và sự tự do. Lạy Chúa, con có thể mời gọi ai thuộc về gia đình hội thánh và mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con hồi tưởng lại từng suy nghĩ và nhìn lại ngày sống hôm nay. Con trân trọng từng cuộc gặp gỡ đã mang đến cho con niềm vui và sự bình an. Con nhìn vào những trải nghiệm đã qua và khám phá sự tự do trong hành động của mình. Bản thân con có thể giữ gìn và trau dồi thái độ ấy trong tương lai như thế nào? Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý Chúa và làm việc trong tự do của Ngài. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.